Mình chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục đoạn sông Tà Ninh các bạn. Mình sẽ quay một số anh em xà lan ghe tàu qua đây cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một chiếc xà lan khẩm các bạn đang né một chiếc xà lan nổi đi ngược chiều ha. Anh xà lan nổi thì cũng khá là lớn các bạn ơi. Mình thấy là hai chiếc này qua nhau cũng khích gịch luôn đây các bạn. Trời ơi, căng vậy. Anh xà lan nổi nó hôm sát vô trong luôn rồi. Chúc những anh em đi nghề sông nước xà lan cũng như các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Thì anh xà lan này thì anh né sát trong đây các bạn. Anh này thì anh qua rồi nha. Chiếc xà lan nổi thì bây giờ sẽ bóp kèn để mà xin đường đi lên cái đoạn cua gắt này nha các bạn. Theo như mình quan sát thì phía trên có một chiếc ghe khẩm đang xuống nha. Ồ, ghe khẩm nè. Chạy máy ngoài. Đó, gà tín hiệu cho anh xà lan lên nè. Bây giờ thì anh xà lan sẽ đi lên nha các bạn. Khá là lớn luôn. Xà lan hiện tại thì đang đi nước đứng nha. Chưa có chảy mạnh nha các bạn. Tiếp theo thì mình thấy là một chiếc xà lan khá là lớn nha các bạn. Đang đi lên nha. Đây thì có hai anh ra phía trước để mà quan sát tiếp bên tài công nha các bạn. Một này có chiếc vỏ nhỏ nhỏ vượt lên. Khi mà qua đây thì rất là cảnh giác nha các bạn. Ngoài né những chiếc xà lan đi ngược chiều thì còn phải canh những phương tiện nhỏ bự đi ở phía hai bên hông nữa các bạn. Chiếc xà lan này hay sao á, quá trời bự rồi. Trời ơi, để anh lên gần gần cái mình quay cái mực nước cho mọi người xem ha. Đó, này anh khổng lồ luôn, anh đi ngang mà muốn bít cái kinh luôn rồi nè. Chiếc xà lan này còn khá là mới nha các bạn. Đây thì mực nước của anh là 3m2. Quá trời bự rồi, chiếc này, chiếc xà lan đi biển khổng lồ luôn, 3m2 các bạn ơi. Chiếc này đâu đó cũng khoảng 800 đến không tới 1000 nha, khoảng 800. Đang nạp khá là kỹ nha. Chiếc xà lan tiếp theo nữa nha các bạn. Anh này cũng nhỏ hơn anh vừa qua lúc nãy nha. Đang bóp kèn khá là kỹ nè. Đang qua nha. Quá trời, anh này đứng chót vót trên này luôn nè. Chó nó sủa.
chiếc vỏ dịch nha các bạn, đèn lên nha. Thường thì bên vỏ dịch sẽ chạy một cái động cơ khá là lớn nha các bạn, quá bự rồi. Đây đang chở dịch nha các bạn, đang chuyển dịch đồng từ đồng này qua đồng khác nha, sử dụng động cơ rất là khổng lồ các bạn. Máy 6 chiếc xà lan hai cabin đang vô nha, có mấy chiếc vỏ chèo đang chèo qua chèo lại các bạn, đưa khách sang sông nha. Mỗi một người đi ngang sông như thế này thì 1.000 nha các bạn. Đó, anh hai cabin thì anh đang bóp kèn khá là kỹ nha. Cái càng dài các bạn ơi, nói chung là xà lan đi qua đây thì đi càng dài càng ngắn thì xin đường hoặc là nhường đường gì đó thì mình cũng chưa gành mấy nha. Cái vụ mà càng này nè anh chị em mà trong nghề thì bình luận cho mình biết ha, khi là đi qua nhà anh thì bóp càng khá là dài, còn nhà anh thì bóp 2-3 cái vậy đó. Đó, đang bóp càng dài ha, quá trời lớn rồi. Quá trời cái càng nè, anh đang qua từ từ các bạn ơi. Ồ, đang lên nha, anh đưa cái lái qua nè, giờ sẽ lắp cái cua này nha. Theo như mình quan sát thì phía trước không có xà lan đi ngược chiều nha, cho nên là mấy chiếc xà lan dưới lên thì qua khá là khỏe nha các bạn. Ăn Tết xong thì anh nào cũng mới không à. Chiếc xà lan tiếp theo các bạn ơi, đi phía sau anh hai cabin nha. Đang bò qua nha các bạn. Đang xuống các bạn ơi, gặp một chiếc xà lan nha. Chiếc xà lan đang chuẩn bị né anh ghe các bạn ơi, anh ghe đang ôm sát về phía trong nha các bạn. Wow, cái hẻm bên kia còn khá là nhỏ nha. Ôi ôi, thích gạch luôn kìa, ok. Gắt thiệt chứ. Giờ này sẽ bo liền nha. Cái lái nó đang bơi vô trong. Giờ sẽ đi thẳng lên nha các bạn. Thôi, anh này nhỏ nhỏ chạy thông nước ghê trời. Hỏi chút các bạn.
hồ này, lội lúa trên cái hồ này. Chiếc tàu biển đang qua mặt anh xà lan thẳm nha. Gạch luôn trời. Chị gái đang điều tiết xà lan. Ôi con chó nhảy lên kìa. Trời trời trời. Chó. Ảnh cũng ra canh xà lan nữa. Đang quan sát tiếp hình tài công các bạn ơi. Ở trên thì có một chiếc xà lan khổng đang xuống nha. Thì cái hình ảnh là quan sát tiếp hình tài công các bạn là rất quen thuộc nha. Chiếc vỏ đò đang canh xà lan xuống xong rồi bơi qua các bạn, chèo qua nha. Đó, đang cắn cắn ở đây nè. Cái đò nguyên 4-5 chiếc gì là đông lắm. Trên xuống thêm chiếc xà lan đang thẩm nữa nè. Xà lan xuống các bạn ơi, ở sau có chiếc tàu biển khá là lớn nha. Nói sao cái càng này luôn á, nó dấp sao á. Đây có chiếc xà lan đang bo các bạn, đá các bạn chuẩn bị mua ha. Xà lan đá cũng khá là lớn nha, xà lan đi biển. Quá đẹp luôn chiếc này, anh tàu bãi nha. Cabin thì độ giống chiếc ghe vậy đó, cũng khá là đẹp các bạn ơi. Máy này thì động cơ cũng dữ lắm nha các bạn. Chiếc này cabin Thái luôn các bạn. Nước đá quá lan can ha, cabin 2 tầng, cabin Thái luôn. Quá dữ. Anh này tàu nổi nha, chưa có chở nước đá các bạn.